Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Samsung gặp khó khăn trong việc sản xuất chip Exynos mới. Samsung đang đối mặt với thách thức lớn trong việc sản xuất chip Exynos 2500 cho dòng Galaxy S25. Ban đầu chip này dự kiến trang bị cho S25 và S25 Plus tại một số khu vực. Tuy nhiên, báo cáo từ Newsway cho biết sản lượng quy trình 3 nanomet của Samsung hiện chỉ ở mức dưới 20%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Tỷ lệ sản lượng thấp đã khiến Samsung cân nhắc ngừng sản xuất quy mô lớn cho Exynos 2500, đồng thời mở ra khả năng thay thế bằng chip Snapdragon 8 Elite hoặc là Dimensity 9400. Sự trì trệ này không chỉ gây khó khăn cho đơn vị thiết kế chip Exynos mà còn ảnh hưởng đến khách hàng khác của xưởng đúc Samsung. Ước tính vấn đề này có thể khiến Samsung chịu lỗ tới hơn 1.000 tỷ won trong quý 3 năm nay. Hiện đồn đoán rằng S25 Ultra sẽ hoàn toàn sử dụng Snapdragon, trong khi S25 và S25 cộng có thể chuyển sang các tùy chọn từ MediaTek hoặc là Qualcomm. Tin tức tiếp theo, ngày ra mắt của Android 16. Google vừa hé lộ thời gian phát hành sớm hơn cho hệ điều hành Android 16, dự kiến ra mắt vào ngày 3 tháng 6 năm sau. Theo trang Android Headline, Google sẽ không chỉ công bố dự án nguồn mở Android mà còn triển khai các bản cập nhật OTA cho các thiết bị Pixel tương thích ngay từ ngày này. Lịch phát hành mới của Android 16 giúp người dùng Pixel có cơ hội trải nghiệm sớm các tính năng mới, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà sản xuất điện thoại khác kịp cập nhật giao diện người dùng dựa trên Android 16. Đây cũng là bước chuẩn bị tốt cho dòng Pixel 10 dự kiến ra mắt vào tháng 8 năm tới, giúp tối ưu trải nghiệm hệ điều hành mới nhất trên các thiết bị này. Việc Google đẩy nhanh thời gian phát hành thêm 2-3 tháng là tín hiệu tích cực, hứa hẹn cải thiện tốc độ cập nhật hệ điều hành cho người dùng toàn cầu. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày. Samsung đang đảo điên vì iPhone 17e. Apple nhiều khả năng sẽ ra mắt iPhone 17e vào năm 2025 với thiết kế siêu mỏng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về mẫu điện thoại gọn nhẹ. Trước sức ép này thì Samsung cũng không đứng ngoài cuộc khi sẵn sàng tung ra phiên bản Galaxy S25 Slim vào tháng 4 năm tới, chỉ 3 tháng sau khi dòng S25 chính thức ra mắt. Thông tin từ IT News, Samsung đã bổ sung mẫu Slim vào dòng S25 sắp tới để đáp ứng xu hướng smartphone siêu mỏng. Đây không chỉ là một thử nghiệm phản ứng thị trường mà còn có thể định hình thiết kế của dòng S26 dự kiến ra mắt vào năm 2026. Cả Samsung và Apple đều cho thấy chiến lược hướng đến các thiết kế mỏng nhẹ tạo nên làn sóng smartphone siêu mỏng trên thị trường. Và ngay cả Samsung cũng phải đuổi theo iPhone 17e thì chiếc smartphone này nếu được ra mắt dự kiến sẽ làm thay đổi cục diện của thị trường như iPhone X đã từng làm. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.